Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, câu 24 đến câu 34. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà, cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoài vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại ngày nay khiến con người có biết bao những sự lo lắng. Lo lắng cho gia đình, lo lắng cho bệnh tật, lo lắng cho công ăn việc làm và lo lắng cho tương lai. Những sự lo lắng này dường như đã chất đầy những gánh nặng trên đôi vai của con người. Đôi khi làm cho con người dễ rơi vào những nỗi thất vọng chán chường. Lời Chúa hôm nay được xem như là động lực, đòn bẩy và phương thuốc giúp cho con người chúng ta vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Chính Chúa Giêsu đã nói: "Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?" Như thế, Chúa Giêsu đã mời gọi con người đặt niềm tin vào sự cậy trông và quan phòng của Thiên Chúa. Hình ảnh bông huệ, chim trời, dù không đáng gì, nhưng đã được Thiên Chúa luôn chăm sóc. Huống gì là con người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng. Bài học sâu sắc chính Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta đó là chúng ta đừng quá lo lắng sự đời, lo lắng về tiền tài, danh vọng và cuộc sống trần thế mà quên đi giá trị sâu thẳm nơi nội tâm của con người, là giá trị thiêng liêng, giá trị của cuộc sống vĩnh cửu. Hành trình mà chúng ta đang bước đi là hành trình tạm bợ. Mọi sự đều là chóng qua, chỉ có tình yêu và những giá trị của tin mừng mới là vĩnh hằng. Tuy nhiên, khi mời gọi chúng ta sống tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, không có nghĩa là Thiên Chúa nói chúng ta khỏi phải lo làm việc. Cứ sống phơi phơi là có Chúa lo. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta làm việc để nuôi thân và góp phần xây dựng xã hội. Mọi công việc chúng ta làm, hãy đặt để vào trong giá trị của lời Chúa.
bởi chính lời Chúa là ngọn đèn, là ánh sáng và là kim chỉ nam dẫn dắt chúng ta đạt đến sự trọn hảo nơi Thiên Chúa. Chúng ta hãy ký thác đường đời vào trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Dù thất bại hay thành công, chúng ta phải biết nối kết mọi sự trong Chúa. Chính đức tin vào sự quan phòng này là hành trang mạnh mẽ giúp chúng ta tiến vào quê trời. Nơi đó là hạnh phúc vĩnh cửu mai sau mà tất cả ai trong chúng ta đều mong mỏi bước theo. Nguyện xin Chúa luôn che chở và gìn giữ chúng con trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Amen.